Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau học bài gì? Luyện từ viết, luyện từ và câu, bài mở rộng vốn từ về chuyến truyền thống. Rồi các bạn nhìn lên màn hình nào. Đầu tiên chúng ta có gì? Cánh cửa thần thần kỳ. Để xem trong cánh cửa này có cái gì nha. À, câu số 1. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kính vái chào thầy. Từ cung kính có thể thay thế bằng từ nào sau đây? A. Hiếu thảo. B. Kính cẩn. C. Kính trọng. À, thay từ gì? Từ cung kính bằng từ nào? À, cô mời Tuấn Khang nào. À, để xem thử bạn Khang chọn đúng không các bạn nhé. Chúng ta chọn gì đây? Từ kính, kính cẩn. Để thay cho từ gì? Cung, cung kính. À, rồi, qua câu số 2. Những cặp từ nào sau đây có thể thay thế cho nhau? Thầy trò, lễ phép, kiên trì, môn sinh, học sinh. À, từ nào có thể thay thế cho nhau? À, Hà My nào. À, từ môn sinh và từ học sinh có thể thay thế cho nhau, đúng chưa nào? Hai từ này gì? Đều nói về gì? Người học trò. Rồi, vậy hôm nay chúng ta qua tiếp mở rộng vốn từ truyền thống. Các bạn ghi đề mục vào trong vở và đồng thời dở vở bài tập tiếng Việt trang 45-46. Vũ đang làm gì hả Vũ? Đúng rồi, ghi đề bài vào trong vở tiếng Việt. Dở vở bài tập tiếng Việt trang 45-46 ra nha. Rồi, em hiểu như thế nào? Truyền thống có nghĩa là như thế nào? Nào bạn nào hiểu từ truyền thống có nghĩa là như thế nào? Truyền thống là nói về vấn đề gì nhỉ? Nào từ truyền thống có nghĩa là như thế nào? Chính là bài tập 1 của gì? Của vở bài tập tiếng Việt đấy các bạn. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống, đánh dấu tích vào câu trả lời đúng. À, vậy thì các bạn chọn cái nào? Từ truyền thống có nghĩa là gì? Là những gì? Những lối sống, nếp sống, là những nét đặc trưng, đúng chưa? Đã được hình thành từ rất lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và không bao giờ được chấm dứt, không bao giờ được dừng lại, đúng không? À, vậy thì bạn nào cho cô biết ví dụ như đất nước Việt Nam ta thì sẽ có một số truyền thống, đúng không? Đó là truyền thống gì nhỉ? Ví dụ như truyền thống gì nhỉ? Truyền thống yêu nước, đúng chưa? Đúng không? Truyền thống ham học, đúng chưa? À, đó là những truyền thống, những gì? Những lối sống, những nếp nghĩ mà đã được hình thành từ lâu đời, từ thời gì? Thời xưa, được truyền từ thế hệ trước sang tập đấy, bây giờ. Và đến tập bây giờ thì vẫn đang có truyền thống đó, đúng chưa? Trang 45-46. À, vậy thì ở bài tập tiếng Việt chúng ta sẽ chọn đáp án nào nhỉ? Thứ nhất, thứ hai hay thứ ba? À, cô mời Khang nào. À, thứ ba, đúng chưa? Nó là gì? Là lối sống, là nếp nghĩ đã được hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rồi, ở bài tập thứ hai nó yêu cầu chúng ta là gì? Dựa vào nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong hoặc đơn thành ba nhóm. Đầu tiên là gì? Từ truyền có nghĩa là gì? Là trao lại cho người khác, thường thuộc về thế hệ sau. Thứ hai là từ truyền có nghĩa là lan rộng ra hoặc là làm lan ra cho người khác, người khác biết. Thứ ba là từ truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người. À, đó là những từ nào? Truyền nghề này, truyền ngôi này, truyền thống, truyền bá, truyền hình, truyền tin, truyền tục, truyền máu và truyền nhiễm. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Đầu tiên là câu A. Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác, thuộc về thế hệ sau. Chúng ta sẽ chọn những từ nào nhỉ? À, rồi, bạn My chọn nghề, truyền nghề, truyền ngôi và truyền thống, truyền bá, để xem thử đúng hay không nhá. À, truyền tục. Giải thích, truyền tục có nghĩa là gì? Là truyền miệng cho nhau với lòng ngưỡng mộ. Truyền bá là phổ biến rộng rãi cho nhiều người và nhiều nơi biết. Vậy thì đầu tiên, truyền có nghĩa là trao lại cho người khác, thường thuộc thế hệ sau. Ở câu A là chỉ có gì? Truyền nghề, truyền ngôi và truyền thống, đúng chưa nào? Truyền bá là gì? Là mình truyền thông tin nó lan rộng ra cho mọi người biết. Vậy nó có phải là truyền lại cho thế hệ sau không? Không, đúng chưa nào?
À vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có ba từ, đó là gì? Truyền ngôi, truyền truyền nghề và truyền truyền tin. Truyền nghề là gì? Truyền nghề là gì? Ví dụ như là gì? À truyền nghề là chúng ta gì? À truyền lại cái việc mà chúng ta đã làm, đang làm. Đúng chưa? À cho một người khác không biết cái nghề đó để cái người đó cũng làm, đúng không? Truyền ngôi là ví dụ như gì? Thời xưa đó mấy ông vua thường hay truyền ngôi lại cho con của mình, cho hoàng tử đấy. Rồi truyền thống. Truyền thống là gì? Là những gì? Những nền văn hóa, những lối sống lâu lâu đời, đúng chưa? À được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rồi, thứ hai là từ truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết, là có gì? Truyền bá, truyền hình, truyền tin và truyền tục. Này câu A các bạn ghi kịp chưa? Có ai chưa ghi kịp câu A không? Đây, truyền nghề, truyền ngôi và truyền thống. Có 3 vấn đề thôi, truyền nghề, truyền ngôi và truyền thống, có 3 từ thôi. Rồi, vậy thì ở câu B, truyền có nghĩa là lan rộng, làm lan ra cho nhiều người biết, đó là gì? Mình quảng bá, đúng chưa? Truyền bá là giống như kiểu quảng cáo á các bạn, làm cho mọi người, lan rộng ra cho mọi người biết đến, đúng chưa? À, truyền hình giống như kiểu TV, đúng chưa? Chương trình trên TV, đúng không? À, là sẽ nhiều người biết đến, đúng chưa? Truyền tin là đem một thông tin nào đó đem truyền ra tất cả mọi nơi để cho mọi người cùng nắm cái thông tin đó, đúng chưa? Rồi truyền tục cũng tương tự như vậy, là chúng ta sẽ gì? Dùng biện pháp bằng miệng, đúng chưa? Truyền cái thông tin đó lan rộng ra ngoài. Rồi tiếp ở câu C, truyền có nghĩa là gì? Là nhập vào, đưa vào cơ thể, thì chỉ có truyền máu, truyền nhiễm. Truyền máu là đưa máu vào trong cơ thể. Truyền nhiễm là gì? Là ví dụ như người này nhiễm bệnh, đúng chưa? Mang đến cho người khác nhiễm theo, giống như kiểu bệnh Covid bây giờ đấy các bạn, đúng không? Đó là một bệnh truyền nhiễm, lây vào trong đưa vào trong cơ thể của người, đưa virus lây từ người này qua người kia, đưa vào trong cơ thể của người. Rồi truyền máu, truyền nhiễm có nghĩa là nhập vào cơ thể hoặc đưa vào cơ thể. Rồi, vậy thì trong các nhóm từ trên, nhóm nào đồng nghĩa với từ truyền thống? Theo các bạn, nhóm nào đồng nghĩa với từ truyền thống? Nhóm A, nhóm B hay là nhóm C đồng nghĩa với từ truyền thống? Truyền thống lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi, đúng chưa? Truyền thống là lối sống văn hóa, được truyền từ đời này sang đời khác, đúng chưa? Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia, không bao giờ chấm dứt. Vậy thì nhóm từ nào đã đồng nghĩa với truyền thống trong các nhóm A, B và C? Rồi, cô mời bạn Vũ. Đặt câu. Vua quyết định truyền ngôi cho Lang Liêu. Ông đã truyền bá nghề nuôi tôm cho bà con. Bác sĩ đang truyền máu cho bệnh nhân. À, đó là chúng ta đặt những cái câu gì? À, từ nhóm A, nhóm B và nhóm C, đúng không? À, vua quyết định truyền ngôi cho Lang Liêu. Cái từ truyền ngôi này là ở nhóm A. Ông đã truyền bá nghề nuôi tôm cho bà con. Từ truyền bá là ở nhóm B. Bác sĩ đang truyền máu cho bệnh nhân. Từ truyền máu là ở nhóm C. Rồi bài tập 3. Tìm trong đoạn văn ở bài tập 3 sách giáo khoa trang 82 những từ chỉ người và sự vật gợi nhớ về lịch sử và truyền thống của dân tộc. Những từ chỉ người thì gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống thì chúng ta sẽ gạch 2 gạch. Những từ chỉ về sự vật thì chúng ta sẽ gạch 1 gạch. Rồi vậy thì các bạn hãy theo dõi vào đoạn văn ở trong sách giáo khoa và cho cô biết những từ chỉ người gợi nhớ về lịch sử và truyền thống của dân tộc là gì nào? Đọc cái đoạn văn đó và cho cô biết những từ chỉ người gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc là gì? À, vậy là có từ gì? Từ chỉ người đúng không? Là vua Hùng. Ngoài từ chỉ người vua Hùng ra còn từ nào nữa không? Từ ngữ chỉ người để nhắc đến lịch sử, ngoài từ vua Hùng ra còn từ gì nữa? Có mời Khang nào. À, Hoàng Diệu còn nữa không? À, Phan Thanh Giản còn không? Đó là gì? Là vua Hùng, đúng chưa? Cậu bé làng giống chính là ai các bạn nhỉ? Hả? À, Mi là ai Mi? À, là Thanh Giống, Phan Thanh Giản và Hoàng Diệu. Đó là những từ ngữ chỉ người gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống của dân tộc. Đầu tiên là các vua Hùng này.
Cậu bé làng Gióng chính là Thánh Thánh Gióng. Phan Thanh Giảm, Hoàng Hoàng Diệu. Gần ngay cô, gần ngay cô với bài nghe mà rốt thì phải kinh. Xong chưa? À rồi. Rồi tiếp theo là những từ ngữ chỉ sự vật gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc. À bây giờ là những sự vật không phải là người nữa. Không phải là chỉ người nữa mà là chỉ sự vật. Nào tìm cho cô nào. Bạn nào nào. Nào tìm trong bài xem những từ ngữ gì đây. Chỉ sự vật gợi nhớ về lịch sử và truyền thống. À còn không? Ngoài những từ bạn đi tìm ra còn không? Đầu tiên là gì đây? Nắm cho bếp của các vua Hùng, đúng chưa? Đúng không? À, rồi mũi tên đồng cổ loa, đúng chưa? Rồi con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, đúng chưa? Vườn cà bên sông, sông Hồng. Rồi giấy thanh gươm ở Hà Nội của Hoàng Diệu, đúng chưa? Rồi gì đấy? Chiếc hút đại thần của Phan Thanh Giảm. À, vậy những từ ngữ chỉ gì? Những từ ngữ gì? Chỉ những từ ngữ chỉ sự vật gợi nhớ đến lịch sử. Đó là gì đây? Đầu tiên là gì? Nắm cho bếp, đúng không? Rồi gì? Mũi tên đồng, đúng chưa? Rồi gì đây? Con dao sắc cắt rốn, đúng không? Bằng đá, đúng chưa? Rồi gì nữa? Vườn cà bên sông Hồng. Rồi vậy. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo, đó là phần quan sát. À phần quan sát này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn quan sát những gì liên quan đến vấn đề truyền thống. À đây chính là giấy Phan Thanh Giản. Phan Thanh Giản sinh năm 1796, mất năm 1867. À đây chính là cụ Phan Thanh Giản. Rồi tiếp theo, đây là gì? Là hình chụp năm 1863 nhân dịp ông sang Pháp để xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam, Nam Kỳ. Đây là hình ảnh mộ của cụ Phan Thanh Giảm. Đây chính là Hoàng Diệu. Hoàng Diệu sinh năm 1829, mất năm 1882. Đây chính là hình ảnh quân Pháp tấn công sang thành Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 1882. Các bạn thấy đây là hình ảnh gì nhỉ? Theo các bạn đây là hình ảnh gì đấy? Cô mời Khang nào. À để xem đúng hay không nhá. Đúng rồi, đây chính là mũi tên đồng cổ loa. Đây chính là mũi tên đồng cổ loa. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay, từ truyền thống các bạn hiểu như thế nào là truyền thống nhỉ? Hả? Các bạn hiểu như thế nào là truyền thống? Truyền thống có nghĩa là gì? Cao tài nào. À, truyền thống có nghĩa là lối sống, là nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không dứt, đúng chưa nào? À, dân tộc Việt Nam ta thì có rất là nhiều truyền thống tốt đẹp. À, đó là gì nhỉ? Đó là gì? Là truyền thống yêu nước, là truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học. Vậy thì gì? Đối với dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp đó. Vậy chúng ta cần phải làm gì nhỉ? Để giữ được cái nền truyền thống đó. Đó là gì? Chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, đúng chưa nào? À, không chỉ những giữ gìn phát huy tốt đẹp, truyền thống tốt đẹp đó, mà chúng ta còn phải gì? Cố gắng học tập thật là giỏi, để sau này gì? Giúp ích cho đất nước. Để gì? Làm cho những truyền thống đó càng ngày càng gì? Càng được được gì? Được tôn lên, đúng chưa? Càng được gì? Càng được trở nên gì? Rộng rãi hơn, đúng không? Và để gì? Chúng ta làm cho các truyền thống đó không bị chấm dứt, không bị dừng lại, mà luôn luôn phải duy trì những cái truyền thống tốt đẹp đó.